Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình đã về được mấy cặp bánh mâm của 150 anh em với cầm đùm niền với mấy cặp mâm lẻ. Thì anh em nào mua hàng thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Với phần bên này hàng nặng này thì anh em cặp cho mình là 100.000 một cặp nha anh em. Cặp cho mình 100.000 một cặp thì mình mới xếp hàng nha. Với anh em nào mà mua đồ cũ á, thì anh em coi kỹ trên clip cho mình nha. Tại vì đồ cũ thì mình quay rất là kỹ cho anh em xem, thì anh em coi kỹ thả chốt cho mình nha. Tại vì có nhiều anh em chốt rồi cái anh em chơi xấu, chơi không vừa ý gì, nói chung các kiểu. Thì đồ cũ thì mình quay rất là kỹ, anh em coi được thì thả chốt. Cho để chốt rồi cái anh em hồi tới hồi lui nó tốn thời gian lắm nha anh em. Rồi bây giờ thì cái phần toán này thì nó họ mình quay chi tiết với cái phần chương trình của nhông sinh dĩa là nó vẫn còn nha anh em. Chương trình nhông sinh dĩa nè là vẫn còn nha anh em. Quay game GS Trung Quốc gì đó tới đồng giá 205.000 một bộ nha anh em. Anh em mua một bộ thì tặng là một thùng bia nha. Mua một thùng 12 bộ tặng cho anh em một thùng logo. Đó, anh em không lấy bia thì trừ ra 250.000 nha anh em. Nhông sinh dĩa CGV hàng nhập khẩu nha anh em. Hàng nhập khẩu nè. Bao bền, bao chất lượng cho anh em, tại vì mấy cái clip trước mình có quay nha. Nhưng mà nhầm khi anh em không biết là nó còn chương trình hay không thì mình quay lại cho anh em biết là nó vẫn còn chương trình nhông sinh dĩa một thùng tặng một thùng bia nha anh em. Rồi bây giờ để mình quay qua vặt cái mâm nha anh em. Gì? Rồi, trước tiên thì cặp mâm. Cặp mâm này là mâm ẹt 150 nha anh em, vỏ guộc đầy đủ đĩa luôn. Giờ anh em chỉ gáp xài thôi. Đây, vỏ đẹp nha anh em. Vỏ đẹp, mâm là ăn cay. Mâm là hiệu của NK nha anh em. NK ẹt 150 nha anh em. Mâm này 5 năm cây của ẹt 150. Vỏ ruột đầy đủ, mặt đạn đầy đủ. Thì giờ anh em chỉ việc lắp mà xài thôi. Mâm này thì bao cho anh em là không công không lẫn nha, không lỏng lưng gì hết. Bánh xào, bánh xào là 1.6, bánh trước là 1.4 nha anh em. NK vỏ ruột đầy đủ. Nói chung là cái này, cái vỏ này tao cũng mới thay nè nha. Nói chung vỏ trước vỏ sau còn đẹp hết nè nha nè. Trước sau đẹp hết. Thì cái cặp mâm này mình bán cho anh em với giá là 1.250.000 nha nè. 1.250.000 cộng tiền ship nha nè. Tại vì mấy này nó để mình cộng tiền ship khoảng 90-100.000 gì đó nha nè. Nói chung là tầm từ 90 cho đến 100.000 tiền ship. Thì anh em nào mua thì alo mình nha. Rồi tới cặp bánh. Bánh này là đúng của thằng quen pha nhỏ ship bay game luôn nha anh em. Đó, đúng đời quen pha nhỏ ship bay game. Bao cho anh em là không công không quẩn không lủng lưng gì nha. Cầm đùm niền zin toàn bộ hết. Nhưng mà cái đùm thì người ta có sơn lại rồi nè, nhưng mà còn đẹp nha anh em. Sơn còn mới ton nè. Cầm zin. Niền zin 1.4. Vỏ còn đẹp luôn nha anh em. Vỏ còn ok luôn nè. Này là xe đang chạy nha. Ta lên đĩa người ta tháo ra người ta bán cho mình nguyên cặp luôn. Đó, đúng là cùi dĩa nhỏ luôn nha anh em, đúng đề cùi dĩa nhỏ, quen pha nhỏ super game quay. Quay cùi dĩa nhỏ là mình xài chung hết nha anh em. Đó, cùi dĩa nhỏ. Niền là bao cho anh em là không cong không quển không bị mọt gì hết nha, niền này là đẹp nè, ta mới thay nè. Goshi 1.4. Má đùm lớn. Đây, má đùm lớn đẹp nha. Bánh câm là không bị xét gì nha anh em. Nè, câm nè, anh em rửa ra, vệ sinh ra. Bánh trước thì nó cũng có đầy đủ nha anh em nè, bổ thắng nè. Bánh sau chắc người ta tháo rồi người ta xài, bổ thắng có km luôn. Đó, có km luôn, bát bọng đầy đủ. Bánh trước thì cũng cái đùm cũng sơn lại rồi, cầm zin, niền zin, vỏ trước thì cũng tương đối còn được nè anh em. Gai bọng đều đầy đủ nè. Đó, tương đối sạch đẹp. Lucy 1.2. Nói chung là zin đẹp hết nha anh em. Không lỗi lầm gì hết. Rồi cái cặp cầm đùm niền này mình bán cho anh em với giá là 1.4 nha anh em. Cầm đùm niền vỏ ruột đầy đủ, giờ anh em gáp cho quen pha nhỏ super game là 1.4.
đúng đời quen pha nhỏ Super Game luôn nha anh em, chứ không phải là cặp bánh này của Quay A nha, đúng đời của quen pha nhỏ Super Game là 1,4 triệu nha anh em. Rồi tới cặp bánh đĩa bằng, cặp bánh đĩa bằng, bánh sau thì 1,6 nè, cầm thì cầm inox nhưng mà nó bắt lại cầm inox rồi nha anh em, đầm zin nè, má đầm zin luôn, toàn bộ zin hết, chỉ có cầm inox thôi, vỏ dày luôn, vỏ còn dày nha anh em. Thì cái này mình cũng bao cho anh em là không lủng lưng mặt đạn nè, không cong vỡn gì hết nè, trước khi mình gửi cho anh em là mình đã thử rồi hết, hoặc là mình mua mình cũng thử rồi hết nha, đùm nước sơn zin luôn, nói chung máy này là mình thử rồi hết mình mới bán cho anh em, niền không một mọt. Bánh trước, bánh trước thì có cái đĩa nè, cầm trước thì nó hơi xấu một tiếng anh em, tại vì nó để lâu nó hơi dơ, nó vàng vàng nè, giờ anh em chịu khó chùi rửa ra. Đó, bánh trước là 1,4, rõ này thì tương đối còn được thôi nha anh em. Đùm. Rồi cặp bánh này thường bán cho anh em với giá là 900.000 nha anh em, 900.000 cộng 100.000 tiền ship nha anh em. Cặp bánh đĩa bằng bán cho anh em với giá là 900.000. Có cái đĩa nè, cái đĩa đẹp nha anh em. Rồi tới cặp mấy cặp mâm lẻ nha anh em, mình còn có lúc trước mình cũng có quay bán rồi, lúc trước mình quay bán 500, nhưng mà bây giờ còn có mấy cặp mình bán xả cho anh em luôn nha, 450.000 một cái nha, lúc trước mình bán là 500, thì bây giờ mình bán còn có mấy cặp mình bán xả cho nó hết nha anh em, còn mấy cái à, còn khoảng 2-3 cái, một loại cần cái 2 cái thôi, anh em nào mua thì về gáp cho mấy xe chở đồ á, thì mua mấy này về nó vừa rẻ nè nha anh em. Đây cái bảng này là cái bảng 1,75 hay gì nè, cái bảng này là 1,75 nha anh em, mà nó vẫn xài cho quay game bình thường thì anh em gắn cho GS đều được nha. Ủa, 450.000 một cái nha anh em, mâm này là mâm mới, bật đạn không chỉ đầy đủ, xài cho cùi dĩa nhỏ nha anh em, xài cho xe cùi dĩa nhỏ như quay game Trung Quốc nè, với mấy quen pha nhỏ Super Game đó là nó xài cùi dĩa nhỏ là nó xài chung. Mình bán cho anh em với giá là 450.000 một cái nha, cộng ship nha, tiền ship khoảng 35.000 nha anh em, 450.000 cái. Cái này là mâm mới, đây mâm mới nè, nó có cái sau không nha anh em, không có cái trước, đây nó xài cùi dĩa nhỏ nè, rất là đẹp nha, rất là bền, 450.000 một cái. Thì mình còn 3 loại đây. Đó, anh em là chở đồ thì lấy cái bảng 1,65 nè, bây giờ anh em chở đồ nó rất là bền nè, 5 cây luôn, 5 cây bự luôn. Đó, thì cái này mình bán cho anh em cái giá là 450.000 nha anh em, anh em nào muốn mua cái nào thì cứ việc alo mình nha. Cặp này là mình có cái này là cây cặp số mơ, cái sao số 1 đi, số 2, số 3 thì cho dễ phân biệt nha. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em nào mua hàng thì alo trực tiếp cho mình, số điện thoại mình có để trên phần video clip nha anh em. Cái hàng này thì mình vẫn ship code cho anh em nào đã từng mua hàng bên mình rồi nha. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.